Thứ nhất, bạn có thể xây hai loại chuồng. Loại chuồng gia súc là dùng để chăn nuôi các loại thú như là bò, heo, cừu, dê. Sau đó thì về tương lai thì có thêm là ngựa, tuần lộc, hươu, lạc đà, thỏ, trâu và bò tót. Có chuồng gia cầm thì chúng ta có thể chăn nuôi các loại như là gà, ngỗng. Tương lai có thêm bồ câu, vịt, gà tây và thiên nga. Bất kỳ loại vật nuôi nào thì trong gia súc thì có thể nuôi trong chuồng gia súc. Và tương tự thì là các loại gia cầm thì nuôi trong chuồng gia cầm rồi. Chi phí bắt đầu cần thiết để xây thì chúng ta còn có là gỗ này, đá này, các certificate để xây chuồng, mi và sau này có thể là một số nguyên vật liệu mới nữa. Quỹ đất ban đầu cần thiết thì chúng ta có chuồng gà là 6x8 ô, tức là cái chuồng này nó sẽ nằm hình chữ nhật ấy. 6x8 ô là chuồng gà, gọi là chuồng nhỏ, là 48 ô đất trống. Chuồng bò là 10x16, tức là 160 ô đất trống. Cái ô đất trống này được tính bằng là đất thì trên đó không được có cây này, không được có đá này. Như vậy là các bạn biết là gì, về xây một chuồng bò thì một len pua là không hề đủ. Vì vậy là các len rộng sẽ là những nhu cầu cao, cũng như là cái nhu cầu mở đất sẽ là rất lớn.